luật còn đã định mà viên ra không phải phạt ngàn hay bị ép cũng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ gian ác của các vui lòng, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em thật hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có đầy rộng nữa để làm các thứ việc làm. Như có chép rằng, người đã rải ra là thí cho kẻ nghèo, sự công bình người còn đời đời, đắng phát giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hạt giống cho anh em và làm cho xanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy anh em được vào trong mọi sự để làm được đủ mọi thứ các bố thí hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh, trong tinh thần của sự hầu của Chúa, buổi tối nay chúng ta cũng tiếp tục niệm Phật trong sự dâng hiến. Đây Đức Chúa Trời đã đặt ngày vui kẻ dâng hiến các vui lòng. Mình tôi tin rằng tất cả những người có mặt ở đây là những người yêu mến Đức Chúa Trời, quý vị có amen không? Và Chúa muốn chúng ta bày tỏ tình yêu với Ngài. Cho nên trước khi chúng ta dự phần trong sự dâng hiến, tôi mời còn để mà chúng ta cũng nghe một bài hát của một con cái Chúa tôn vinh Chúa. Thầy em vui không ạ? À, tôi muốn quý vị lắng lòng nhìn lại một chút để cùng nghe một ca khúc để chúng ta có hiểu được rằng là Chúa yêu chúng ta lớn lao như thế nào. Và tôi nghĩ rằng là không tình cờ quý vị có mặt ở đây buổi tối ngày hôm nay, Chúa đã có chương trình cho tất cả quý vị. Vì tôi rất ao rằng là sau buổi tối ngày hôm nay chúng ta bước ra khỏi căn phòng này thì tất cả chúng ta đều có Chúa trong lòng. Thì rồi bắt đầu từ thời điểm mà chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta có thể cảm nhận được là tình yêu của Chúa lớn lao như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Đồng ý không ạ? Rồi, cảm ơn quý vị.
Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai Thiên Chúa. Tình yêu đời Thiên Chúa dành cho tôi, mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ đến vui buồn, mọi đau đớn sẽ đến an lành. Tình yêu đời Thiên Chúa dành cho anh vì Ngài. Chúa đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa xóa bao tội lỗi của tôi. Chúa đến cho tôi tình yêu anh không phải. Sẽ thấy ta, người ta sống thì các người cũng sẽ sống.
Nói nghe đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta rồi đâu giữ lấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Cảm ơn Chúa, mình xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa qua lời của Ngài. Xin mời hội chúng thánh gọi. Cảm tránh với quyền năng của Chúa, cộng cảm tránh với tinh lành quyền năng của Ngài, chúng ta sẽ thấy có là kết quả của việc truyền giảng trong quyền năng của Chúa để thấy những kết quả lớn lao ở trong ơn của Chúa. Sáng hôm nay chúng ta đã cùng học với nhau thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nhận biết Chúa Giê-xu Ngài muốn tìm một thân thể là hội thánh của Ngài để Ngài hành động và làm việc xuyên qua hội thánh của Chúa, và hội thánh là mỗi một chúng ta. Và trưa hôm nay chúng ta lại muốn suy nghĩ thế nào để chúng ta có thể nhận được quyền năng của Chúa, để chúng ta có thể liên tục được đổ đầy ơn của Chúa, quyền năng và sự hiện diện của Đức Thánh Linh, để chúng ta sẵn sàng được đưa và sử dụng vào lúc nào chúng ta cũng có thể phục vụ ở trong quyền năng của Chúa. Buổi tối hôm nay tôi xin mời hội thánh chúng ta sẽ cùng suy nghĩ phần gia tài mà Đức Chúa Giê-xu để lại cho hội thánh của Chúa. Phần kinh thánh mà chúng ta vừa mới nghe đọc trong Giăng chương 14 từ câu 15 cho đến câu số 21 với những lời hứa rất là lớn lao mà Chúa Giê-xu Ngài đã hứa cho hội thánh của Ngài. Đó là Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban cho hội thánh của Chúa thần lẽ thật, và Thánh Linh của Chúa Ngài đến để đem lại những phước hạnh trong đời sống của chúng ta. Ngài đến để đem chân lý của Ngài đến trong cuộc đời của chúng ta, rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, lời của Ngài tác động ở trên đời sống của chúng ta. Vì lời là một thân vị chứ không phải là chủ nghĩa. Đức Giê-xu Ngài tuyên bố rằng ta là đường đi, chân lý hay là lời và sự sống. Cho nên lời là Đức Chúa Giê-xu Christ. Và Đức Thánh Linh Ngài đến để giải bày cho chúng ta, Ngài là thần lẽ thật đến để giúp đỡ cho chúng ta kinh nghiệm được ơn của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu Ngài hứa rằng ai yêu mến Ngài thì Ngài sẽ được Ngài yêu mến lại. Ai vâng giữ điều răn của Chúa đó là người yêu mến Chúa. Và khi chúng ta yêu mến Chúa, ai yêu mến Chúa thì Chúa Giê-xu sẽ ở trong người đó và sẽ bày tỏ chính mình Ngài ở trong con người đó. Chúa hứa là Ngài sẽ đi và Ngài sẽ trở lại ở trong Thánh Linh, qua Thánh Linh của Chúa để ở với một Thánh của Chúa cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa đã đem Chúa Giê-xu hứa cho chúng ta cái phần gia tài của chúng ta ở trong Chúa, đó là chúng ta sẽ được Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài làm những công việc của Ngài trong đời sống của chúng ta. Buổi tối hôm nay tôi xin mời ngồi chúng ta cùng suy nghĩ với nhau, đó là hai cái công tác lớn của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Còn khi chúng ta nắm bắt được lẽ thật này sẽ giúp đỡ chúng ta tiếp tục bước đi ở trong quyền năng của Chúa. Công tác thứ nhất của Đức Thánh Linh đó là Ngài ở trong chúng ta. Nhà truyền giáo H.A. Ironside bị thách thức bởi những người vô thần và kêu gọi để có một cái buổi tranh luận ở giữa công chúng, họ cho người ta có thể thấy được cái niềm tin nào là vô lý. Ông nhận lời, ông nói rằng chúng ta không cần phải tranh luận nhiều, xin quý vị nhắc đến cho công chúng thấy hai người đã được biến đổi bởi cái niềm tin vô thần, tức là niềm tin không tin có thần thánh gì hết. Quý vị, tôi sẽ nhắc đến 100 người cuộc đời của họ được biến đổi hoàn toàn bởi niềm tin của chúng tôi nơi Đức Chúa Jesus Christ. Và cảm ơn Chúa, những người vô thần đã đầu hàng bởi vì họ không tìm được một người có niềm tin của người vô thần được biến đổi. Và trong ơn của Chúa,
thì chúng ta biết rằng những con người tiếp nhận ân cứu rỗi của Chúa Giêsu thì Thánh Linh của Chúa đến trong người đó làm những công tác mà chúng ta biết rằng con người chúng ta không thể làm được. Đó là ngày đến, ngày tái sanh chúng ta. Ở trong Giăng chương 3 từ câu 1 cho đến câu số 8, Đức Chúa Giêsu ngài nói cho một người lãnh đạo của Do Thái giáo trong lúc bây giờ là Nicodem về điều kiện để có thể được vào nước của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa dạy trong đầu người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm người này đến cùng Đức Giêsu mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư đến từ Đức Chúa Trời. Vì những cách lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Giêsu cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào trong lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước của Đức Chúa Trời. Hãy chỉ sanh bởi xác thịt là xác thịt, hãy xin sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hãy người nào sanh bởi Thánh Linh cũng như vậy. Ông chúng ta đây Chúa Giêsu ngài giải thích cho người lãnh đạo của Do Thái giáo trong lúc bây giờ là Nicodem, là một trong những người đại luật của dân Israel, của người Giu-đa. Chúa ngài giải thích cho biết có một cách là xảy ra, đó là khi Thánh Linh của Chúa đến trong một con người, hành động ở bên trong người đó, Chúa làm cho người này được sanh lại. Đây là kinh nghiệm, không phải theo quan niệm của người Việt Nam của chúng ta được ảnh hưởng bởi Phật giáo, đó là đầu thai lại. Trong những ngày đầu khi cái lành của Chúa được giảng ra cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại, thì có một người đứng lên để thông điệp cho một sư người Việt. Và khi dịch cái chữ tái sanh ra đây thì ông nói rằng khi chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ được đồng thai lại. Sao không đúng? Bởi vì trong Chúa, Chúa ngài làm cho chúng ta, con người thông minh của chúng ta được thay đổi, chứ không phải là chúng ta đầu thai mà con người tiếp khác. Mà ý của lời của Chúa ở đây cho chúng ta thấy một lẽ thật rất là quan trọng, đó là khi chúng ta tiếp nhận Đức Giêsu làm Chúa Chúa đời sống, Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta được sanh lại. Và Chúa ngài nói rằng hãy điều chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, bởi điều chi sanh bởi Đức Thánh Linh là thần. Và cho em khi chúng ta nắm bắt được lễ tập này nó quan trọng vô cùng. Anh chị em có biết ngày hôm nay anh chị em thật sự được tái sanh bởi Chúa, thì anh chị em không còn là người phàm xác thịt nữa, mà anh chị em là thần linh là con Chúa. Hallelujah. Chúng ta không còn là người phàm xác thịt nữa, nhưng mà Thánh Linh của Chúa đã sanh chúng ta lại và để chi sanh bởi xác thịt là thần linh. Bây giờ chúng ta là thần linh có một cái linh hồn và sống ở trong một thân thể. Đây là sự khác biệt vô cùng. Và đi nhiều nơi và con cái của Chúa vì không hiểu lẽ thật này cứ xem nhẹ cuộc đời của mình ở trong Chúa và nói rằng: Ông sư ơi, tôi chỉ là người phàm xác thịt thôi, người phàm cho nên không thể làm những công việc mà lời của Chúa trong Kinh Thánh nói. Đây là một cái điều đáng tiếc cho đời sống của chúng ta. Đi theo Chúa, chúng ta khi kinh nghiệm sự tái sanh, tức là Đức Thánh Linh ngày làm việc ở bên trong chúng ta, thì điều đó cho chúng ta biết rằng chúng ta bây giờ không còn là người phàm xác thịt nữa, mà chúng ta đang là thần linh trong Chúa. Ôi, tôi ước gì cho em nắm bắt được điều này càng sớm trong lúc mình được theo Chúa, để chúng ta nhận biết được rằng khi chúng ta được tái sanh, chúng ta không còn ở trong một cái tình trạng mà loài người của chúng ta đã rơi vào khi phần tâm linh chết, khi Adam và Eva đã hái trái của cây ở trong rừng. Và phần tâm linh là phần sự sống liên lạc với Đức Chúa Trời đã bị cắt đứt, họ chết về phần tâm linh.
Nhưng khi Đức Thánh Linh Ngài đến ở trong chúng ta, Ngài tái sanh chúng ta, chúng ta làm cho chúng ta sống lại. Cảm ơn Chúa. Cái phước hạnh này là công ơn của Ngài. Khi tôi được cha mẹ sanh ra, thì ông bà cùng thống như đã cho tôi đưa tôi vào đời. Và ngày mà tôi học chào đời là ngày tôi gia nhập vào trong gia đình của ông bà Bùi Tổng Hiền và gia đình của Nhân Hoàng. Ngày tôi được thái sanh, của việc mẹ tôi sinh tôi ra. Một ngày tôi tiếp nhận Chúa Giêsu Christ vào cứu Chúa đời sống, thì bây giờ Thánh Linh của Chúa đã sanh tôi lại ở trong nước của Đức Chúa Trời. Tôi được hiện hữu trong nước của Đức Chúa Trời. Tôi bây giờ là người thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, được tái sanh ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Chúa ở trong tôi là đấng quyền năng, có quyền để làm những công việc mà bình thường con người không thể làm được. Lời khen Chúa, vì khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm Chúa Chúa đời sống, chúng ta được gia nhập vào gia đình của Chúa, chúng ta được sanh vào trong gia đình của Chúa, chúng ta được sanh vào trong linh giới, và bây giờ thì chúng ta biết rằng linh giới biết chúng ta là ai. Cho nên khi quỷ dữ mà chúng ta muốn giải cứu nạn nhân, nó cần phải biết chúng ta là ai. Và có nhiều người ở trong giáo hội, ở trong nhà thờ, quỷ nó không biết. Và nó đã từng trả lời cho các con trai của thầy tế lễ Esteban là Giê-xu ta biết, Phao-lô ta biết, nhưng mà ta không biết ngươi là ai. Và nó sống tới đánh cho bọc nhập, xé quần áo, cầm ruột bỏ chạy. Bởi vì những con người này chưa được tái sanh, những con người này chưa có mặt ở trong linh giới, và quỷ nó biết điều đó. Xin Chúa ban phước cho chúng ta thấy được điều này, và chúng ta thấy tầm quan trọng của việc chúng ta phải được tái sanh. Không phải sanh ra trong gia đình cha mẹ là người tinh lành thì chúng ta tự động trở nên người tinh lành, nhưng mà có nghĩa là chúng ta phải tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống của mình, cứu Chúa chúng ta và cứu chúng ta ra khỏi điều gì, ra khỏi tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, Thánh Linh của Chúa liền vào trong đời sống của chúng ta và ngày sanh chúng ta lại. Lúc bây giờ chúng ta có mặt ở trong thế giới, chúng ta được gia nhập và trong đại gia đình của Chúa Trời. Đây là điều phải có trong đời sống. Cho nên trong những hội nhóm này, anh chị em nào có mặt ở đây mà chưa được sinh tạo, phải làm quyết định để tiếp nhận Chúa làm Chúa Chúa đời sống, còn không thì chúng ta chưa có mặt ở trong linh giới và chưa có mặt ở trong gia đình của Chúa Trời. Chúng ta sẽ có tên trong nhóm. Tôi lớn lên có một cái niềm hãnh diện mà ngày hôm nay xấu hổ vô cùng. Đó là khi người ta hỏi gì chứ, thánh tin Chúa là nào? Câu trả lời của tôi là tin Chúa từ trong bụng mẹ. Đó là cái quan điểm mà rất là nhiều người tin lành đã tin như vậy. Mình sanh ra trong gia đình của người tin lành thì mình sẽ tự nhiên trở thành người tin lành. Điều đó sai hoàn toàn. Nếu như vậy thì Đức Chúa Trời có cháu, có chích chứ không phải chỉ có con thôi. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, Chúa không có cháu. Điều đó có nghĩa là ai trong chúng ta cũng phải đối diện với niềm tin tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để chúng ta được sự cứu rỗi và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Một cách cá nhân thì không nhỏ, vì chúng ta sinh ra trong gia đình. Sáng nay một sự giải cũng nhắc đến, không phải bởi huyết thống, cũng không phải bởi tình dục, cũng không phải bởi ý người. Huyết thống sinh ra trong dòng máu của người tinh lành, tự nhiên trở nên người tinh lành. Không phải bởi tình dục, có nghĩa là cha mẹ gặp nhau sanh chúng ta ra thì chúng ta được gặp được như là không. Cũng không phải bởi ý người, giáo hội không đến và cho chúng ta một cái thẻ để nói rằng chúng ta là thuộc viên của một thánh gì đó thì chúng ta được là người của nước của chúng ta không. Mà là các bài của chúng ta, nhưng ngày ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của chúng ta. Đó là công tác của Đức Thánh Linh ngày đến để Ngài tái sanh chúng ta. Ngài đến để ấn chứng nó trong chúng ta. Ephesos chương 1 câu 13, 14 chép. Ấy là cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi của anh em. Ấy là trong Ngài mà
mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm mua cầm về cơ nghiệp của chúng ta cho đến gì chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để gọi khen sự vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Chúa, Đức Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta để Ngài làm ký dấu ấn chứng, một cái tiền cọc để xác nhận của chúng ta rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa, Thánh Linh của Chúa đến ở trong chúng ta, xác nhận của chúng ta biết rằng sự cứu rỗi trọn vẹn sẽ đến với chúng ta vì Chúa đã đặt cái số tiền đầu tiên, ký dấu ấn là Đức